đông vui quá trời. Sau đây để tiếp tục chương trình sẽ là phần thi nói dài cũng mấy tháng rồi đó. Giờ hôm nay là vòng chung kết. Thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay mở màn sẽ rất đặc biệt. Xin mời John Diesel. Điểm nó khá cao, nhưng mà anh nghĩ là để mà cool hơn á
hầu hơn với một rapper thì mình phải nói về cái chuyện sau khi tốt nghiệp mình làm cái gì. Mình vào đại học thì bọn em đó trong đại học chẳng hạn phải smack that ass đúng không, thì nó sẽ cool hơn giống như Snoop và Wiz Khalifa hiểu vậy. Ok, và anh chúc mừng em là em đã thành hoàn thiện rất tốt cái phần diễn của mình, em được điểm khá cao, nhưng mà điểm bao nhiêu thì em sẽ được biết cuối giờ. Chúc mừng em. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.